Mừng các em đến với tiết học mỹ thuật 7 Bài 14, bài 21 Thường thức mỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 19 đến năm 1954 Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 Tiến trình bài học được chia làm 3 phần Phần thứ nhất, vài nét về bối cảnh xã hội Phần thứ hai, một số hoạt động mỹ thuật Phần thứ ba, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu mỹ thuật Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Trước khi vào học, kem mở sách giáo khoa trang 110. Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ nhất, vài nét về bối cảnh xã hội. Xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 có những sự kiện gì nổi bật? Như chúng ta đã biết, xã hội Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 có nhiều chuyển biến và phân hóa sâu sắc. Vào năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Từ đó nhân dân ta đã phải sống khổ cực lầm than dưới ách thống trị của thực dân phong kiến. Rất nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp nổ ra và bị dìm trong bể máu. Đến năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh, giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước công nông đầu tiên đã được ra đời. Có rất nhiều các hoạt động đã được diễn ra trong thời điểm này. Đoàn người biểu tình vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 trước cửa Bắc Bộ Phụ, Hà Nội. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1945, ở Sài Gòn tuần hành chào mừng cách mạng tháng 8 thành công. Và đặc biệt, vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội. Vậy qua phần chúng ta tìm hiểu, các em cần nhớ cho cô các nội dung sau. Thứ nhất, năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước công nông ra đời. Tuy nhiên, niềm vui độc lập chưa được bao lâu thì thực dân Pháp lại quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa vào tháng 12 năm 1946. Cùng với khí thế quyết chiến để bảo vệ Tổ quốc của toàn dân thì nhiều họa sĩ đã hăng hái tham gia kháng chiến chống kẻ thù xâm lược họ đã có mặt trên các chiến lũy Hà Nội và sau đó đi lên chiến khu tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ. Vậy với bối cảnh xã hội như vậy, thì những hoạt động mỹ thuật nào đã được diễn ra trong giai đoạn này? Chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 2 La Mã, một số hoạt động mỹ thuật. Nghĩa thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 được chia làm 3 giai đoạn Giai đoạn 1 từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1930 Giai đoạn 2 từ năm 1930 đến năm 1945 Giai đoạn 3 từ năm 1945 đến năm 1954 Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu từng giai đoạn 1 Giai đoạn 1 từ cuối thế kỷ thứ 19 đến năm 1930. Đây là giai đoạn hoàn tất một loạt các công trình kiến trúc lăng tẩm, đèn, miếu và cũng là giai đoạn chịu nhiều ảnh hưởng của nghệ thuật Trung Hoa và Pháp, đặc biệt là ở Huế và Hà Nội. Về hội họa thì chưa có gì đáng kể ngoài một vài tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Miến. Họa sĩ Lê Văn Miến là họa sĩ đã được du học ở Pháp, ông về nước vào cuối thế kỷ thứ 19 với hai tác phẩm Bình văn và chân dung cụ Tú Mền được vẽ bằng chất liệu tranh sơn dầu và vẽ vào năm 1898. Nhằm khai thác tài năng của các nghệ nhân Việt Nam phục vụ cho chính sách khai hóa thì thực dân Pháp đã thành lập một số các trường mỹ thuật như trường mỹ thuật Mỹ nghệ thủ dòng 1 vào năm 1901, trường Mỹ nghệ trang trí và đồ họa gia định năm 1913. Đặc biệt là việc thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1925 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Rất nhiều các thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc đã được đào tạo cơ bản và chính quy trong giai đoạn này như họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lự, Lê Phổ. giai đoạn 2. Đó là giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1945. Mỹ thuật Việt Nam đã hình thành những phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau. Chất liệu sơn dầu của phương Tây đã được tiếp nhận và thể hiện nhuần nhị theo phong cách Việt Nam. Đặc biệt, chất liệu tranh sơn mài vốn là phổ biến trong mỹ thuật trang trí cổ truyền, nay đã được phát triển và ứng dụng vào rất nhiều những sáng tác tranh nghệ thuật. Một số những uh, sáng tác đã được các họa sĩ vẽ trong giai đoạn này như tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1954. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 đã mở ra một hướng mới cho mỹ thuật Việt Nam. Các họa sĩ đã hăng hái tham gia vẽ tranh cổ động ký họa. Thể hiện không khí vui tươi phấn khởi của ngày Tết độc lập. Đến tháng 12 năm 1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, các họa sĩ lại hăng hái nhập cuộc, người theo những đoàn quân nam tiến, người vào vệ quốc đoàn, người lên chiến khu trên khắp các nẻo đường kháng chiến từ chiến khu Việt Bắc. Đến Liên khu 3, Liên khu 4, Liên khu 5 và Nam Bộ, một lượng lượng đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc đã tham gia kháng chiến như họa sĩ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung, Diệp Minh Châu, Nguyễn Sáng, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Khang, Trần Đình Thọ. Đến năm 1952 thì trường mỹ thuật kháng chiến được thành lập đã đánh dấu sự chuyển mình tích cực của mỹ thuật cách mạng Việt Nam. Một loạt các tác phẩm đã được ra đời trong giai đoạn này như tác phẩm du kích tập bắn tranh màu bột của họa sĩ nguyễn đỗ cung tác phẩm nghỉ chân bên đồi họa sĩ tô ngọc vân tác phẩm cuộc họp tranh màu bột của nguyễn đỗ cung tác phẩm trận tầm vu tranh màu bột của nguyễn hiêm tác phẩm Bác Hồ với Thiếu Nhi Ba Miền Trung Nam Bắc tranh lụa của Diệp Minh Châu. Chân Dung Bác Hồ tranh in đá của Phan Kế An. Con trâu quả thực ký họa màu nước của Tô Ngọc Vân. Vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Được chia làm 3 giai đoạn Có thể nói đây là một trong những giai đoạn Mà mỹ thuật Việt Nam đã được phát triển một cách rực rỡ Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần 35 mã Một số tác giả tác phẩm tiêu biểu mỹ thuật Việt Nam Giai đoạn cuối thế kỷ 19 đến năm 1954 Kem mở sách giáo khoa sang 127 Trong giai đoạn này có rất nhiều tên tuổi các họa sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ đi giới thiệu với chúng ta bốn họa sĩ có ảnh hưởng lớn đối với nền mỹ thuật Việt Nam. Đó chính là họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Độ Cung, Diệp Minh Châu. Chúng ta đi tìm hiểu họa sĩ đầu tiên, đó là họa sĩ Nguyễn Phan Chánh. Họa sĩ Nguyễn Văn Chánh sinh ngày 21 tháng 7 năm 1892. Ông mất ngày 22 tháng 11 năm 1984. Quê quán của ông ở xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông học trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương khóa 1 năm 1925, 1930. Lối vẽ dựa vào kỹ thuật dựng hình châu Âu nhưng vẫn giữ được hóa sắc, bố cục và bút pháp phương Đông truyền thống. Nguyễn Phan Chánh là người chuyên vẽ tranh lụa. Tranh của ông rung động lòng người bởi tình cảm chân thật, giản dị, giàu lòng nhân ái, biểu hiện rất rõ phong cách Việt Nam. Năm 1996, họa sĩ được nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông có một số các tác phẩm tiêu biểu như tác phẩm Chơi Uân quan dựa rau cầu ao, lên đồng, người hát rong, lớp mẫu giáo. Cô Hàng Xén Tác phẩm chơi Yêu Quan là một trong những tác phẩm được rất nhiều các thế hệ họa sĩ biết đến Họa sĩ tiếp theo cô muốn giới thiệu với chúng ta trong bài học ngày hôm nay đó chính là họa sĩ Tô Ngọc Vân Họa sĩ Tô Ngọc Vân sinh năm 1906 và mất năm 1954 quê quán của ông ở làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Vật Hưng Yên. Ông đã tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương vào năm 1931. Họa sĩ Tô Ngọc Vân là hiệu trưởng trường mỹ thuật kháng chiến chiến khu Việt Bắc. Trước năm 1945 thì họa sĩ chuyên vẽ về hình ảnh của những thiếu nữ thị thành đài các. Sau cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, ông đã chuyển sang vẽ tranh về cách mạng. À, nội dung trong tranh ông chủ yếu là những chiến sĩ vệ quốc đoàn, những người nông dân chất phác, những cô thôn nữ thùy mị. Năm 1996, họa sĩ đã được nhà nước ta truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông có những tác phẩm tiêu biểu để đời. Như tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ, hai thiếu nữ và em bé. Thiếu nữ bên hoa sen buổi trưa. Đây đều là những tác phẩm mà đã được ông sáng tác trước cách mạng tháng 8. Sau cách mạng tháng 8 thì nội dung chủ yếu của ông thể hiện đó là những tác phẩm về những người nông dân, về những anh vệ cụ đoàn và những cô thôn nữ mà tiêu biểu tác phẩm nghỉ chân bên đồi. Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ. Hai chiến sĩ Họa sĩ tiếp theo không muốn giới thiệu với chúng ta đó chính là họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912, ông mất ngày 22 tháng 9 năm 1977, quê quán ở làng Xuân Tạo, Từ Liêm, Hà Nội. Họa sĩ đã tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương vào năm 1934. Sau cách mạng, ông đã tích cực tham gia hoạt động theo đoàn quân Nam Tiến, mở lớp đào tạo họa sĩ trẻ. Sau khi hòa bình lập lại, Ông vừa sáng tác, vừa xây dựng, tích cực xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Mỹ thuật và là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mỹ thuật. Năm 1996, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung đã được nhà nước ta truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trong cuộc đời sáng tác của ông, có rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng như tác phẩm Du kích tập bắn, Công nhân cơ khí, Tan ca mời chị em đi họp để thi thợ giỏi. Học hỏi lẫn nhau. Cuộc họp. Từ hải. Tác phẩm du kích tập bắn thể hiện cái khí thế, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chống giặc của quân và dân Việt Nam. thứ tư, nhà điêu khắc, họa sĩ Diệp Minh Châu. Diệp Minh Châu sinh ngày sinh năm 1919, ông mất năm 2002, quê quán ở Nhân Thạch, Bến Tre. Ông đã tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương vào năm 1945. Nhà, ông là nhà điêu khắc, là một họa sĩ. Ông chủ yếu dành thời gian cho mình để sáng tác về nơi ở và nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào năm 1996, ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông có rất nhiều các tác phẩm nổi tiếng như bức tranh Bác Hồ với Thiếu Nhi, Ba Miền, Trung Nam Bắc. Đây là bức tranh lụa được họa sĩ Diệp Minh Châu vẽ bằng chính máu của mình. Ngoài ra, ông còn là tác giả của các pho tượng như pho tượng Võ Thị Sáu, Hương Sen, Bác Hồ với Thiếu Nhi vậy là chúng ta vừa đi tìm hiểu về một số tác giả tác phẩm trong tiêu trong giai đoạn mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến năm 1954. Sau đây cô có một số các câu hỏi bài tập em hãy khoanh vào những câu trả lời đúng nhất câu thứ nhất bức tranh chơi ôn quan của họa sĩ của họa sĩ nào a tô Ngọc Vân b Nguyễn Độ Cung c Trần Văn Cần d Nguyễn Phan Chánh. Câu hỏi 2. Ai là viện trưởng đầu tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam? A. Tô Ngọc Vân B. Nguyễn Độ Cung C. Trần Văn Cẩn D. Nguyễn Phan Chánh Câu hỏi thứ 3. Đề tài trước cách mạng tháng 8 của họa sĩ Tô Ngọc Vân vẽ là gì? A. Ông già nông thôn B. Cô thôn nữ dân tộc C. Thiếu nữ thành thị D. Chiến sĩ vệ quốc đoàn Ba họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung đều nhận được những giải thưởng nào sau đây? Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, B, Huân chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam, C, Huân chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam và D, cả ba giải thưởng trên. Vậy là qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã biết được các giai đoạn của mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ cuối thế kỷ thứ 19 đến năm 1954. Đồng thời các em cũng đã được đi tìm hiểu về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu trong giai đoạn này. Về nhà các em học bài